Aquasalin, chuyên gia ngăn tiết mồ hôi và khử mùi hôi vùng nách đến từ châu Âu. Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng trong khung giờ trực tiếp 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút tất cả các ngày trong tuần trên tần số 98,9 MHz của kênh chuyên biệt về sức khỏe FM. Thủy Nguyên sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay và với chủ đề được rất nhiều người quan tâm trong thời điểm hiện tại, đó là cẩm nang đánh bay hôi nách mùa nắng nóng, một chủ đề sẽ chắc chắn mang đến những thông tin hết sức hữu ích dành cho tất cả mọi người. Và đồng hành cùng chúng ta trong ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời, thạc sĩ bác sĩ Vũ Văn Lực, nguyên bác sĩ đa khoa đến từ bệnh viện Hà Thành. Xin được cảm ơn bác sĩ cũng dành thời gian đến với chương trình ạ. Xin kính chào quý vị thính giả. Xin chào chị Thủy Nguyên. Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ. Nói về chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta thấy rồi, hôi nách không những là khiến cho người gặp phải cái tình trạng này họ cảm thấy khó chịu, khó khăn trong sinh hoạt đâu, mà bản thân mỗi người nữa cũng tự có trong mình cái sự mặc cảm và tự ti nhất định, thiếu tự tin trong giao tiếp. Thời tiết nắng nóng nó cũng chính là cái chất xúc tác và là cái điều kiện để mà vi khuẩn vùng nách nó lại được dịp lộng hành, gây nên mùi hôi nách, song hành cùng với cái tình trạng là vùng nách lúc nào cũng cảm thấy là ẩm ướt, nhớp nháp, khó chịu ạ. Vậy thì hẳn là quý vị cũng quan tâm rồi là sẽ có những cái cách làm nào nó thực sự hiệu quả, nhanh chóng, giúp chúng ta không còn phải e ngại về vấn đề là mùi hôi ở vùng dưới cánh tay trong cái thời điểm mùa hè oi bức như thế này nữa. Cũng xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng Aquaselin lăn nách không mùi đến từ châu Âu của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc số 0896 509 509 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a@bacsitivan.vn, chi tiết tại website bacsitivan.vn. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần 1 của chương trình giải mã cẩm nang đánh bay hôi nách mùa nắng nóng. Vâng, thưa quý vị thính giả và thưa bác sĩ Vũ Văn Lực ạ, những ngày hè nóng bức như thế này nếu mà cứ ngồi trong phòng điều hòa thôi thì hẳn là chúng ta cũng đỡ lo hơn về cái tình trạng là da mồ hôi rất là nhiều, đặc biệt là mùi hôi nách nữa, thì những người nào mà ở trong cuộc thì họ mới cảm nhận được cái sự bất tiện và khó chịu của mình. Đối với những người mà mồ hôi nhiều thì thậm chí là kể cả ngồi trong phòng dùng điều hòa thì cái tình trạng này nó vẫn cứ xảy ra và họ không biết là nguyên nhân tại làm sao, có nhất thiết là phải đi triệt mồ hôi vùng nách hay không, hay là phải xử lý như thế nào. Thì có lẽ trước tiên cũng xin được nhờ bác sĩ sẽ thông tin chung một chút thôi, đó là cái tình trạng là nhiều người mà bị vùng nách có mùi hoặc là mồ hôi rất là nhiều, dù rằng trước đây không bị, thì không biết là nguyên nhân của tất cả tình trạng này là do đâu ạ? Dạ vâng, xin kính chào quý vị thính giả. Thì khi nói đến một cái chủ đề mà hôi nách thì có lẽ cũng rất là được rất là nhiều người quan tâm vì cái sự thường gặp của nó, cũng như là những cái mà phiền toái mà do cái hôi nách nó mang lại. Thế thì không chỉ riêng gì mùa hè ngồi trong phòng lạnh, phòng mát đâu, mà có thể là thậm chí có những người mùa đông ấy mà mồ hôi nó cũng ra rất là nhiều, và thậm chí là mùa đông, nhưng mà nhiều người cho rằng là mùa đông có thể nó giảm đi, nó chỉ giảm đi đôi chút thôi, nhưng thực tế nó không mất đi hoàn toàn. Bởi vì sao? Bởi vì là cái vấn đề tiết mồ hôi nó là vấn đề sinh lý, mặc dù là mùa đông thì nó có giảm tiết đi một đôi chút, nhưng không có nghĩa rằng là nó sẽ mất đi hoàn toàn. Và cái điều đó cũng lý giải tại sao mà có người bị hôi nách ấy, thì mùa đông chúng ta vẫn cứ bị, chứ không riêng gì là những người mà không riêng gì mà mùa hè mà nó mới bị đâu, mà mùa đông vẫn bị. Và những người mà ngồi trong phòng lạnh vẫn có thể là mồ hôi vùng nách nó vẫn bài tiết ra, cho dù nó là rất là nhỏ thôi, nhưng mà cái cơ chế, cái nguyên nhân của nó nằm ở cái vấn đề đó là cái mồ hôi nó cái tuyến mồ hôi nội tiết nó tiết ra vùng nách. Thế thì để hiểu rõ hơn về cái vấn đề mà tại sao có người bị hôi nách và có người không bị hôi nách, thì tôi xin giải thích, tôi xin trình bày nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị hôi nách, và tại sao thì mặc dù có những người tiết rất ít mồ hôi thôi và chúng ta vẫn bị hôi nách, nhưng có những người tiết nhiều mồ hôi thì sẽ bị hôi nặng hơn. Tức là về một cái tình hình chung ấy, tức là những người mà tiết mồ hôi nhiều thì nguy cơ bị hôi nách là nhiều hơn, nhưng không có nghĩa rằng những người tiết ít mà không bị hôi nách. Thế thì cái nguyên nhân sâu xa của nó đó nằm ở vấn đề ở chỗ đó là cái tuyến mồ hôi nội tiết nó tập trung ở vùng nách, và khi cái tuyến mồ hôi nội tiết này nó bài tiết ra mồ hôi là các cái thành phần người ta gọi là thành phần của tuyến mồ hôi nội tiết, hay là cái tuyến mồ hôi đầu tiết ấy, thì nó chủ yếu là chứa các cái axit béo, và các axit béo này khi bài tiết ra ngoài cơ thể ở vùng nách ấy, thì chúng ta biết rằng cái vùng nách là cái vùng mà nó lại nằm khá là kín đáo, và cái vùng đấy nó lại nhiệt độ nó thường lại cao hơn các vị trí khác của cơ thể.
Chính vì thế mà khi mà ta đo nhiệt độ, ta tưởng cái cặp nhiệt độ ở vùng nách là vì như vậy. Và khi mà cái vùng đấy nó lại kết hợp mồ hôi nó tiết ra ướt át, nó lại ấm áp như vậy, thì nó cũng là một cái môi trường rất là lý tưởng để cho vi khuẩn nó ký sinh và nó phát triển ở cái vùng nách. Và khi cái mồ hôi nội tiết, cái thành phần của tuyến mồ hôi nội tiết như tôi đã nói, nó chủ yếu là các cái axit béo nó bài tiết ra ấy, thì các vi khuẩn vốn nó ký sinh ở vùng nách, nó chuyển hóa các cái thành phần của tuyến mồ hôi nội tiết này thành các sản phẩm gây mùi, từ các chất thải của vi khuẩn mà cái thành phần mà nó chuyển từ cái tuyến mồ hôi nội tiết này, mà cụ thể ở đây là các axit béo, thành các sản phẩm mà nó gây mùi rất là khó chịu. Thì đấy là cái cơ chế chính mà chúng ta bị mắc cái chứng hôi nách. Và nó giải thích tại sao thì có người thì bị nhiều, có người thì bị ít, có người thì không bị hôi nách, là bởi vì cái chủng vi khuẩn nó ký sinh ở vùng nách, cũng như là cái thành phần, cái mức độ bài tiết mồ hôi ở vùng nách nó nhiều ấy, hay là ít. Thế thì đấy là cái cơ chế chính dẫn đến tình trạng hôi nách. Và ở đây tôi xin nói thêm rằng là cái tuyến mồ hôi nội tiết này thì nó có khoảng 1 triệu tuyến ở trên khắp cơ thể, nó có khoảng 1 triệu tuyến. Và nó chỉ tập trung một số vùng cơ trên cơ thể, đó là vùng nách này, vùng quanh núm vú này, vùng hậu môn sinh dục này. Và nó chỉ hoạt động khi mà chúng ta đến tuổi dậy thì. Và cái điều này cũng thấy tại sao là những người bị hôi nách thì bắt đầu bị từ tuổi dậy thì trở đi bắt đầu mới bị, chứ gần trước tuổi dậy thì hay trẻ em không bao giờ bị, chưa bao giờ bị hôi nách nhá. Thế còn cái tuyến mồ hôi mà bên cạnh cái tuyến mồ hôi nội tiết này thì chúng ta có một cái tuyến mồ hôi nữa, đó là tuyến mồ hôi thông thường hay là tuyến mồ hôi ngoại tiết. Thì cái tuyến mồ hôi ngoại tiết này thì nó có khắp bề mặt da và nó hoạt động từ khi chúng ta mới sinh ra. Cái tuyến mồ hôi ngoại tiết này thì nó có chức năng vô cùng quan trọng, đó là điều hòa thân nhiệt. Từ khi mà chúng ta nắng nóng mà ta vã mồ hôi ra thì mồ hôi nằm ở trên bề mặt da nó bay đi, nó bốc hơi đi ý, thì nó mang đi rất là nhiều nhiệt lượng và nó làm cho cơ thể ta rất là mát, rất là dễ chịu. Và vì thế mà cha ông ta ngày xưa đã nghĩ ra những cái quạt để chúng ta quạt để cho nó bốc bay hơi cái mồ hôi ở trên bề mặt da. Thế còn là tuyến mồ hôi nội tiết này thì cái vai trò của nó chưa rõ ràng, nhưng mà thành phần của nó chủ yếu là các axit béo. Và nhưng tôi đã nhắc lại rằng là nó tập trung chủ yếu ở vùng nách, cho nên là khi mà nó bài tiết ra thì các vi khuẩn nó chuyển hóa thành các cái sản phẩm gây mùi. Thì đấy là cái nguyên nhân, cái cơ chế dẫn đến hôi nách. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì có rất nhiều những cái yếu tố nó làm tăng cái nguy cơ hôi nách lên, chẳng hạn như là chúng ta bước vào cái tuổi dậy thì này, hay là những cái giai đoạn mà thay đổi nội tiết như phụ nữ mang thai rồi phụ nữ sau sinh này, thì nó có thay đổi nội tiết thì nó làm cho cái vấn đề bài tiết cái tuyến mồ hôi ở vùng nách nó tăng lên và nguy cơ bị cao hơn. Hay là những người mà có gen di truyền, cái gen di truyền người ta thấy cũng khá là rõ trong cái bệnh cảnh mà trong trường hợp mà bị hôi nách, đó là những người ta thấy rằng những người mà cả bố và mẹ mà bị chứng hôi nách ấy, thì có khoảng 80% các con nó có thể nó bị hôi nách. Hoặc là nếu như chỉ bố hoặc mẹ bị hôi nách ấy, thì có khoảng 50% các con nó bị hôi nách. Như vậy thấy rằng là cái tính di truyền, cái yếu tố di truyền ở trong cái hôi nách nó khá là rõ ràng. Thế rồi có một số trường hợp cũng bị làm tăng nguy cơ hôi nách nữa, như là chúng ta những người mà có do chế độ ăn này, rồi chế độ trang phục này, như chúng ta ăn những chất gây mùi này, như là hành, tỏi này, hay là những chất rượu, bia, cà phê, chất kích thích, nó làm tăng kích thích, tăng bài tiết mồ hôi, thì nó cũng làm có thể làm tăng cái yếu tố bị hôi nách lên. Thế rồi trang phục cũng vậy, chúng ta mặc cái quần áo bó sát mà không bị không thấm mồ hôi tốt, không thông thoáng ấy, thì khi mà mồ hôi bài tiết ra nó đọng ở vùng nách nhiều thì cũng là một trong yếu tố làm tăng các cái yếu tố nguy cơ của hôi nách lên. Thì đấy là nguyên nhân cũng như là các một số yếu tố nguy cơ rất làm tăng cái tình trạng hôi nách. Dạ vâng ạ, có rất là nhiều nguyên nhân và chúng em cũng có thể liệt kê lại như thế này. Nguyên nhân chủ yếu là đến từ cái tuyến mồ hôi nội tiết đúng không ạ? Ngoài ra thì còn do là mồ hôi ngoại tiết hoặc là những cái thực phẩm mà chúng ta ăn uống vào, rồi cái việc mà chúng ta vận động, rồi quần áo này. Bên cạnh đó những cái giai đoạn, những cái thời điểm nữa trong cuộc đời mỗi người của chúng ta thì cái nguy cơ gọi là bị hôi nách nó cũng cao hơn. Ví dụ như giai đoạn dậy thì hay là phụ nữ mang thai, sau sinh chẳng hạn, vân vân. Thế thì Thủy Nguyên nghĩ rằng là có lẽ là cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là do cái tuyến mồ hôi nội tiết đúng không ạ? Và cái điều này thì bản thân mỗi chúng ta là không thể quyết định được phải không thưa bác sĩ? À vâng, cái này nó hoàn toàn là do cơ địa của từng người. Chúng ta không thể can thiệp được, chúng ta không thể là, nói chung là rất là khó để mà chúng ta điều trị
cũng như là mà làm sao để cho nó ngăn tiết được mồ hôi. Tôi xin nói thêm rằng là cái vấn đề tiết mồ hôi là vấn đề hoàn toàn sinh lý. Dạ vâng. Tức là chúng ta không thể thích thì chúng ta tiết, mà không thích thì chúng ta không tiết được. Mà nó được điều khiển bởi hệ thần kinh giao cảm, là hệ thần kinh hoàn toàn tự động của cơ thể. Tức là khi mà có một cái xúc động này, hay là do thời tiết nắng nóng này, thì lúc đấy cơ thể ra tự động, các hệ thần kinh thực vật nó tự động nó điều khiển để nó bài tiết mồ hôi ra. Và chính vì cái lý do đó cho nên là vấn đề mà tiết mồ hôi là vấn đề mà hoàn toàn là tự động, thì chúng ta không thể điều khiển được, là không được kiểm soát được nó. Dạ vâng, thế cho nên là chúng ta cũng không nên xa lánh những người mà không may mà họ có mùi hôi nách, bởi vì bản thân họ không hề mong muốn điều đó, và họ cũng không phải là do họ mà cái tình trạng hôi nách nó nặng như vậy, đúng không ạ? Vâng, chính xác như dạ vậy. Vâng. Có thể là trong cái thời điểm này chúng ta chưa bị đâu, nhưng mà biết đâu đấy đến một cái giai đoạn nào khác trong cuộc đời thì chính chúng ta cũng gặp phải cái tình trạng là có mùi hôi vùng dưới cánh tay. Bác sĩ Vũ Văn Lực cũng vừa mới nhấn mạnh về cái việc là mùi hôi vùng nách và cái việc là tiết nhiều mồ hôi là nó không hẳn là nó là tỷ lệ thuận với nhau đâu, đúng không ạ? Ít mồ hôi nhưng vẫn có thể là rất hôi, và nhiều mồ hôi thì cũng có thể là cái mùi đó nó lại cũng không phải là một cái sự tỷ lệ thuận với nhau. Cái vấn đề này, tức là như tôi đã nói, từ cơ thể ta có hai cái hệ tuyến mồ hôi. Một là hệ tuyến mồ hôi thông thường, hay còn gọi là tuyến mồ hôi ngoại tiết, và nó có ở khắp bề mặt da. Và cái tuyến mồ hôi ngoại tiết này thì hoạt động từ khi mà chúng ta mới sinh ra. Từ khi mới sinh ra chúng ta đã có tuyến mồ hôi ngoại tiết này rồi, và cái vai trò chính, vai trò chủ yếu rất là quan trọng của tuyến mồ hôi ngoại tiết này đó là nó điều hòa thân nhiệt. Tức là khi mà cơ thể mà chúng ta hoạt động thể lực một chút này, hay là thời tiết nắng nóng này, thì mồ hôi chúng ta vã ra. Và chính mồ hôi vã ra này nó nằm trên bề mặt da, nó bay đi thì nó mang rất là nhiều cái nhiệt lượng đi và làm cho cái da của ta rất là mát mẻ. Thì đấy là tuyến mồ hôi ngoại tiết. Còn một cái tuyến mồ hôi mà thủ phạm gây ra cái hôi nách đó là tuyến mồ hôi nội tiết, hay là gọi là tuyến mồ hôi đầu tiết ấy, thì nó nằm chủ yếu, như tôi đã nói, nó khoảng 1 triệu cái tuyến mồ hôi đầu tiết này, và nó nằm chủ yếu ở vùng nách này, vùng quanh núm vú và vùng hậu môn sinh dục. Thì nó chỉ hoạt động khi đến tuổi dậy thì chúng ta mới hoạt động, và chính vì nó liên quan đến vấn đề nội tiết tuổi dậy thì cho nên là mới gọi là tuyến mồ hôi nội tiết, là vì như vậy. Thế thì khi mà cái tuyến mồ hôi nội tiết nó bài tiết ra thì nó thành phần chủ yếu của nó là cái axit béo. Cái axit béo này, và khi vi khuẩn nó ký sinh ở vùng nách này, nó chuyển hóa thành axit béo này thì nó thành những sản phẩm gây mùi. Thế thì có những người tiết ít mồ hôi, tức là ở đây người ta muốn nói chung rằng là tiết ít mồ hôi là mồ hôi thông thường ấy, nhưng mà cái mồ hôi vùng nách, mồ hôi nội tiết nó tiết ra rất nhiều thì cũng bị hôi nách rất là nặng. Còn ngược lại, có người tiết ít mồ hôi nhưng mà lại những người mà tiết ít mồ hôi thông thường nhưng mà tiết nhiều mồ hôi ở vùng nách ấy, mồ hôi nội tiết ấy, thì nó sẽ gây ra tình trạng hôi nách rất là nặng. Ngược lại, có những người mà tiết nhiều mồ hôi nhưng mà mồ hôi vùng nách người ta không có, hoặc là tiết rất ít, thì cái vấn đề hôi nách nó không nặng. Nhưng ở đây tôi muốn nói chung, tức là những cái trường hợp chung ấy, là khi mà chúng ta mà tiết nhiều mồ hôi thì nguy cơ bị hôi nách cũng rất là nguy cơ bị hôi nách là bị nặng hơn. Nhưng nói chung là như vậy, nhưng mà cũng có những trường hợp cá biệt, như tôi đã nói, có người thậm chí rất ít mồ hôi nhưng mà vùng nách chúng ta tiết rất là nhiều những mồ hôi nội tiết, làm cho tình trạng là hôi nách nặng hơn. Và đó là giải thích tại sao chúng ta ngồi điều hòa này, hay là ngồi hay nằm về mùa đông ở mùa miền Bắc này, rất là thời tiết rất là lạnh, nhưng mà mồ hôi vùng nách nó bài tiết ra, nó nhớp nhát ở vùng nách thì nó cũng gây ra tình trạng là hôi nách rất là nặng. Thì đấy là một vài những cái trường hợp, như tôi đã nói rằng là không phải cứ tiết ít mồ hôi hoặc là không tiết mồ hôi nhiều thì không bị hôi nách, mà ngược lại, có những người mà tiết ít mồ hôi chúng ta vẫn có thể bị hôi nách. Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Vũ Văn Lực ngày hôm nay. Thì Thủy Nguyên tin chắc rằng là các thính giả cũng đã có những cái hiểu biết rất là thấu đáo về việc là tại sao mà chúng ta không nhiều mồ hôi lắm, thế nhưng mà vùng dưới cánh tay của chúng ta mồ hôi nách thì rất là nhiều, và cái mùi của nó thì cũng rất là khó chịu nữa. Đây là do cái cơ chế hoạt động của hai tuyến mồ hôi nó khác nhau. Chúng ta cũng đã hiểu hơn về vấn đề này rồi, và có lẽ là khi mà đã tìm được cái căn nguyên rồi thì cái giải pháp đưa ra là cũng sẽ dễ dàng hơn, phải không ạ? Đó là làm sao cho cái vùng nách của chúng ta nó khô thoáng nhất. Nó càng khô thoáng bao nhiêu thì cái mùi của nó lại càng đỡ bấy nhiêu. Ở trong cái thời điểm mùa hè nắng nóng như thế này thì thưa bác sĩ ạ, với những cái trường hợp bệnh nhân mà bác sĩ đã gặp thì đa phần là họ đã lựa chọn những cái cách như thế nào để cải thiện cái mùi hôi vùng nách của mình, cũng như là khiến cho cái vùng da dưới cánh tay nó thực sự là nó khô thoáng ạ? Về mà cái khắc phục cái chứng hôi nách, có lẽ là một khắc phục mà nó tôi đã gặp rất là nhiều. Và ngay từ hồi nhỏ, ngay từ hồi còn bé, khi mà chơi với lại để ý các anh chị, mà chúng tôi đã để ý thấy rằng cũng đã có những biện pháp mà các anh chị cũng đã áp dụng, đó là áp dụng cái biện pháp là cái khắc phục cái chứng hôi nách bằng các biện pháp, bằng phương pháp dân gian.
dân gian đã có những biện pháp rồi, tức là cha ông ta cũng đã có đã nghĩ ra những cái biện pháp, bởi vì đã thấy được cái phiền toái hồi nách rồi và cũng đã nghĩ ra những cái biện pháp mà gọi biện pháp dân gian. Thì nó biện pháp dân gian này thì tôi cũng đã nói rất là nhiều lần trong một số chương trình ý, thì các nguyên liệu rất là dễ kiếm, dễ làm, dễ thực hiện, nhưng mà nó cũng rất là, mặc dù là nó khá là bất, nó không phải là trong cái việc thực hiện nó cũng rất là có rất nhiều cái bất tiện, nhưng mà nó cũng dễ rất là dễ làm, dễ kiếm, như là cái nguyên liệu mà trong dân gian rất là thông dụng, như là dùng gừng này, dùng phèn chua này, hay là dùng muối này, ta đập nát đi rồi ta gói ghém vào cái miếng vải rồi ta chán vùng nách, thì đấy là cái biện pháp dân gian mà tôi đã gặp khi mà còn nhỏ, đã gặp các anh chị ở gần nhà đã áp dụng cái biện pháp này, thì đấy biện pháp dân gian. Thế rồi ở gần đây hơn ấy, thì trong công việc cũng như là trong quá trình làm việc cũng như là trong các cái giao tiếp, thì tôi cũng thấy rằng có một số anh chị sử dụng biện pháp gọi là khử mùi, dùng cái lăn khử mùi. Lăn khử mùi này tức là khi mà cái hôi nách nó tiết ra cái nách có mùi hôi ấy, thì chúng ta dùng cái khử mùi để ta át lại cái mùi hôi. Từ anh mà tiết ra cái mùi khó chịu thì tôi dùng cái mùi thơm để tôi át lại. Vâng, đấy là người ta gọi là lăn khử mùi. Thế rồi cái biện pháp mà cũng được nói đến rất nhiều đó là dùng các cái biện pháp, là các cái biện pháp hiện đại là ta dùng các cái thủ thuật hoặc là phẫu thuật. Thì trong cái thủ thuật và phẫu thuật này thì có biện pháp cũng được áp dụng, cũng được nói rất nhiều và cũng được đã có một số nơi đã áp dụng, đó là dùng, chúng ta tìm đến cái tuyến mồ hôi nội tiết và ta diệt cái tuyến ấy đi. Ta đốt, ta diệt cái tuyến đi thì để làm cho nó không tiết được cái bài tiết được cái mùi nội tiết nữa, và qua đó nó không gây ra cái mùi. Hay là biện pháp mà để ngăn tiết hoàn toàn cái mồ hôi ở một vùng, đó là ta cắt hạch rau cải. Thì đấy là các biện pháp, một số biện pháp mà tôi đã gặp. Thế thì mỗi cái phương pháp nó đều có ưu nhược điểm. Chẳng hạn như cái phương pháp dân gian như tôi đã nói ấy, thì mặc dù nó cũng có cái hiệu quả nhất định, nó cũng có thể là ngăn chặn được mùi hôi ở cái mức độ nào đó, nhưng mà nó có nhược điểm là mặc dù là chúng ta rất là dễ kiếm, dễ làm, nhưng mà cái khi mà thực hiện nó cũng rất là, nó cũng rất khá là bất tiện. Chúng ta phải đi gói ghém, ta phải tìm vật liệu rồi ta phải giã rồi ta gói ghém vào. Thế rồi chưa nói đến việc là cái việc mà cái phương pháp dân gian này, cái thời gian mà tác dụng của nó rất là ngắn, nó chỉ được vài tiếng thôi, và chúng ta phải làm rất là nhiều lần. Thế rồi những cái trường hợp nặng thì nó không mang hiệu quả, thì đấy là phương pháp dân gian. Hay phương pháp khử mùi nó có rất là cái mà nó rất là bất tiện ở chỗ là khi chúng ta dùng mùi thơm người ta át lại cái mùi hôi ấy, thì hai cái mùi đấy nó lại trộn với nhau và gây ra cái mùi mà nó không phải là dễ chịu, nó cũng tạo ra cái mùi không phải dễ chịu chút nào. Và ngược lại rằng là cũng có rất là nhiều người xung quanh ra không thích cái mùi hôi, không phải ai cũng thích cái mùi thơm của cái sản phẩm khử mùi cả, vì thế mà nó cũng gây ra, cũng ảnh hưởng đến những người xung quanh. Thì đấy là cái phương pháp mà khử mùi. Thế còn phương pháp mà hiện đại là cắt tuyến mồ hôi hay diệt tuyến mồ hôi thì chúng đây là phương pháp mà cần phải là phương pháp thủ thuật và phẫu thuật, là phương pháp mà xâm lấn, cho nên chúng ta phải thực hiện ở cơ sở y tế, không phải ở đâu chúng ta cũng làm được. Thế rồi chưa nói đến việc là cái phương pháp này nó rất là tốn kém này. Thế rồi thì nó có thể gây ra những cái biến chứng như là nhiễm trùng này, rồi đau này, thậm chí để lại những cái sẹo. Và có một điều quan trọng nữa là trong một thời, khi mà chúng ta diệt tuyến một thời gian thì sau này nó lại tái phát. Tức là chúng ta chỉ diệt được một thời gian nhất định thôi, chúng ta không phải là một lần ta diệt chúng ta vĩnh viễn. Không phải là một lần ta diệt là ta có thể suốt đời là nó khỏi được, mà sau một thời gian nó lại bị tái phát và chúng ta lại phải đi diệt lại. Thì đấy là các cái phương pháp dân gian và các cái phương pháp hiện đại, nó mặc dù là cũng được áp dụng rất là rộng rãi nhưng mà nó gây lại được cái, nó cũng có rất nhiều cái ưu nhược điểm khác nhau. Tôi xin nhắc lại rằng là cái tiết mồ hôi là vấn đề sinh lý, và chúng ta không thể mà thích thì chúng ta tiết được, chúng ta không thể kiểm soát được nó, cho nên là việc mà ngăn tiết mồ hôi là vấn đề mà phải nói rằng là rất là khó khăn. Cho đến thời điểm hiện nay chưa có phương pháp nào được coi là tốt nhất, hay là chưa có nào gọi là triệt để khắc phục được cái chứng mà tăng tiết mồ hôi cũng như là cái chứng hôi nách cả, mà chúng ta chỉ dùng biện pháp nào nó phù hợp với mỗi cá thể và nó tiện lợi và nó phù hợp với mỗi cá thể và nó mang lại hiệu quả cao và được sử dụng, có thể áp dụng được trong thời gian dài, thì đấy là cái phương pháp mà lựa chọn nó phù hợp với từng người thôi, chứ nó không có phương pháp nào gọi là triệt để cả.
Dạ vâng ạ, mặc dù là có nhiều phương pháp và chúng ta thực hiện thì cũng có thấy có hiệu quả thật chứ không phải là không. Hiệu quả nó chỉ kéo dài bao lâu thôi, và cái sự thuận tiện của nó đến đâu đối với mỗi người thì đấy cũng là cái quyết định của bản thân những người trong cuộc. Đối với cái tình trạng hôi nách thì đúng là Thủy Nguyên thấy là có lẽ phổ biến nhất bây giờ vẫn là dùng những cái khử mùi hôi vùng nách, thì nó rất là tiện lợi và cái chi phí cho nó cũng không phải là quá đắt đỏ đâu, không cao như là phẫu thuật, và nó cũng không gọi là lích kích như là sử dụng các cái phương pháp dân gian. Đây là cái lựa chọn mà cũng được ưu tiên hàng đầu. Thế mà tuy nhiên thì cũng phải nhìn nhận cái thực tế là cái mùi của những cái lăn khử mùi mà chúng ta thường thấy trên thị trường thì nó rất là nặng, nó rất là nồng. Thực sự là ngửi thì không phải là ai cũng cảm thấy dễ chịu đâu. Đôi khi là chúng ta thấy rất là bất tiện, nhưng mà không có lựa chọn nào khác cho những người mà bị hôi nách thì họ vẫn cứ phải lựa chọn. Và qua tất cả những cái phương án như bác sĩ Vũ Văn Lực vừa mới gợi ý thì lúc này Thủy Nguyên lại đang băn khoăn là vậy thì phải chăng là những người bị hôi nách họ không có một cái giải pháp nào thực sự hữu hiệu cho mùa hè này hay sao ạ? Mùa hè này mà phải ngửi những cái mùi rất là nồng và nặng của các sản phẩm lăn khử mùi thì sẽ rất là khó chịu ạ. À dạ vâng, thì ở đây tôi muốn nói cái phương pháp mà nó mang lại cái hiệu quả rất là tốt, đồng thời hiệu quả cao, và đồng thời là nó được cái hiệu quả của nó rất là kéo dài nữa, và nó không gây ra những tác dụng phụ, nó không gây biến chứng gì cả. Đó là chúng ta sử dụng cái lăn nách mà nó có tác dụng kép. Tác dụng kép, tức ở đây tôi nói rằng là cái vấn đề tiết, vấn đề hôi nách, cái nguyên nhân của nó là cái tiết mồ hôi, tăng tiết mồ hôi ở vùng nách, là tuyến mồ hôi nội tiết. Và cái thứ hai nữa là cái vi khuẩn ở vùng nách nó chuyển hóa cái tuyến mồ hôi nội tiết này thành sản phẩm gây mùi. Như vậy tác dụng kép ở đây có nghĩa là gì? Chúng ta vừa ngăn được cái tiết mồ hôi vùng nách, và đồng thời chúng ta kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn, tức là kìm hãm và tiêu diệt cái vi khuẩn nó ký sinh ở vùng nách. Nó làm, tức là ta vừa có tác dụng điều trị nguyên nhân và vừa điều trị triệu chứng trong cái trường hợp mà để ngăn chặn cái chứng hôi nách, thì đấy là tác dụng kép. Cái thứ hai là sản phẩm mà nó phải chứa các cái có nguồn gốc từ thiên nhiên, có nguồn gốc thiên nhiên để và được bào chế bằng cái phương pháp hữu cơ, thì như vậy là chúng ta có thể sử dụng rất là an toàn với sức khỏe, không nhiều gì sức khỏe cả, và chúng ta hoàn toàn có thể dùng kéo dài. Một cái điểm nữa đó là sản phẩm đấy nó phải được được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành, đã được kiểm nghiệm lâm sàng, được cơ quan thẩm quyền cấp phép lưu hành. Cụ thể ở đây là Bộ Y tế Việt Nam phải được, cái sản phẩm phải được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép lưu hành, để tránh cái tình trạng mà những sản phẩm mà chúng ta sử dụng mà nó không rõ nguồn xuất xứ, mà không được Bộ Y tế, không được cơ quan thẩm quyền, cơ quan chức năng mà kiểm soát ấy, thì cái tác dụng của nó không được, nó không rõ ràng. Thế rồi một cái điểm nữa mà tôi phải nói đến đó là các cái sản phẩm mà nó chứa nó có nguồn gốc từ thiên nhiên này, được bào chế phương pháp hữu cơ ấy, thì nó rất là an toàn, nó thấm hút nhanh và nó rất là an toàn, và chúng ta hoàn toàn sử dụng kéo dài được, mà nó không gây kích ứng da, dùng được cho mọi loại da, kể cả cho những người mà da dễ bị kích ứng này, hay là da của những người mà phụ nữ sau sinh hay là mang thai sau sinh đều có thể sử dụng được, thì đấy là cái sản phẩm nó rất là an toàn. Còn ngược lại, một số sản phẩm mà các cái thành phần nó chứa các cái hợp chất hữu cơ ấy, hay là hợp chất mà hay là các cái hóa chất ấy, chứa có hóa chất ấy, thì nó cũng có tác dụng, nhưng mà nó có thể gây, chẳng hạn như nó có thể chứa cồn này, chứa các cái hương liệu này, thì nó gây ra cái mùi rất là khó chịu đối với một số người, nó không phải là thích hợp với mọi người được cả. Hay là nó chứa cồn ấy, thì nó có thể gây kích ứng da và có thể gây thâm vùng nách, thì đấy là nhược điểm của những cái một sản phẩm mà nó chứa cồn, nó chứa hương liệu. Còn những sản phẩm mà tôi mới nói đến là cái sản phẩm mà nó chứa các cái thành phần có nguồn gốc thiên nhiên ấy, thì nó không gây tác dụng phụ gì cả, và hoàn toàn sử dụng được trong thời gian rất là dài, chúng ta dùng suốt đời vẫn được, không có sợ gì cả. Thì đấy là chúng ta nên lựa chọn sản phẩm như vậy. Dạ vâng ạ. Thế còn những cái ưu điểm cụ thể của cái sản phẩm mà lăn khử mùi mà lại không mùi, thì không biết là cái việc hoạt động của nó như thế nào, nó khác gì với những cái sản phẩm thông thường khác ạ? Dạ vâng, cái lăn nách mà không mùi như vậy thì nó có ưu điểm là như tôi đã nói, tức là nó vì nó không mùi mà nó vẫn khử được mùi hôi. Dạ. Thì nó cái chúng ta hoàn toàn cái mùi của cơ thể chúng ta là trở thành nó rất là tự nhiên, bởi vì nó không có mùi gì cả, cho nên không ảnh hưởng gì đến những người xung quanh. Và thậm chí những một số chị em mà khi mà sử dụng cái lăn không mùi này thì chúng ta vẫn có thể sử dụng nước hoa, lựa chọn nước hoa tự nhiên, cái lựa chọn nước hoa mà theo sở thích của mình cũng không ảnh hưởng gì cả. Chứ nó không như một số sản phẩm mà nó có mùi, thì việc mà sử dụng cái nước hoa nó cũng rất là nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều, vì nó làm thay đổi cái mùi của nước hoa. Thế còn đối với sản phẩm không mùi này thì nó an toàn, và đồng thời là nó không
gây ra cái mùi gì cho người xung quanh, và chúng ta hoàn toàn tự tin khi mà sử dụng cái nước hoa mà chúng ta đang lựa chọn. Thì đấy là cái ưu điểm của sản phẩm không mùi. Và một cái điểm nữa của sản phẩm không mùi thì tôi sẽ nhắc lại rằng là nó chứa các cái thành phần có nguồn gốc từ thiên nhiên, cho nên nó rất là an toàn so với người sử dụng, và thời gian thấm hút nó nhanh. Thời gian thấm hút nhanh khi mà chúng ta lăn lên, và vì vậy mà nó không gây ố vàng áo này, không gây thâm vùng nách này. Thế rồi cái thời gian tác dụng kéo dài, ở đây thì chúng ta phải lựa chọn sản phẩm mà nó thời gian kéo dài, tức là chúng ta chỉ lăn một lần trong ngày thôi, chứ nó tránh tình trạng rằng là sản phẩm mà tốt nhưng mà chúng ta phải lăn nhiều lần trong ngày thì nó không hẳn là tiện lợi trong sử dụng. Bởi vì chúng ta đang làm việc hoặc chúng ta đang hội thảo, đang hội nghị mà chúng ta vẫn phải đi ra để lăn vùng nách thì nó rất là bất tiện. Chính vì thế mà sản phẩm mà nó phải có một cái thời gian tác dụng kéo dài, tức là chỉ một lần thôi, lăn một lần trong ngày thôi, thì đấy là một là những cái ưu điểm vượt trội. Dạ vâng ạ. Vậy cái cơ chế của cái sản phẩm lăn khử mùi không mùi này thì nói nôm na để cho các thính giả dễ hiểu, có phải nó giống như cái sản phẩm nó gọi là hút mùi hay không ạ? Nó không hẳn là hút mùi đâu ạ, vâng. Mà nó là ngăn, tức là cái tôi xin giải thích rõ là cái sản phẩm mà không mùi, lăn khử mùi không mùi này nó chứa các thành phần là cái nhôm aluminium. Khi mà nó lăn lên vùng nách ấy, thì cái nhôm aluminium này nó kết hợp với các tế bào biểu bì ở vùng nách và nó láng lên bề mặt da và nó chặn vào các lỗ chân lông, và vì thế nó không chặn vào cái lỗ đổ của tuyến mồ hôi ấy, và vì vậy mà làm cho mồ hôi chúng ta ngăn tiết, nó không bài tiết ra được nữa. Thì đấy là cơ chế thứ nhất, đấy là tác dụng thứ nhất. Cái tác dụng thứ hai nữa đó là nó chứa cái thành phần kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn, đó là cái bisacbolone. Và cái bisacbolone này khi chúng ta lan lên vùng nách ấy, thì nó kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn, làm cho vi khuẩn không phát triển được nữa, và vì vi khuẩn không phát triển được nữa cho nên nó không thể chuyển hóa được các cái thành phần của tuyến mồ hôi nội tiết thành cái sản phẩm gây mùi được cả. Thì đấy là cái cơ chế chính cũng như là cái tác dụng vượt trội, tác dụng kép của sản phẩm mà lăn nách không mùi. Dạ vâng ạ. Cũng là một cái tin vui cho những người bị hôi nách khi mà họ rất là muốn sử dụng nước hoa chẳng hạn. Bình thường những cái lăn khử mùi thông thường thì cái mùi thơm của nó chắc chắn không thể sang như là mùi nước hoa được, thậm chí là nhiều người còn rất là ghét những cái mùi như vậy, nhưng họ không có lựa chọn nào khác để có thể là che giấu đi cái nhược điểm của mình, đó là có mùi hôi vùng dưới cánh tay. Và vừa rồi là một cái gợi ý cũng rất là thú vị. Vậy thì đâu là cái sản phẩm lăn nách mà lại đạt đủ những cái tiêu chuẩn như bác sĩ Vũ Văn Lực vừa mới giới thiệu, một cái sản phẩm lăn nách mà không mùi, hiệu quả, an toàn, tiện lợi và cũng xứng đáng là cẩm nang bỏ túi để điều trị các vấn đề về vùng nách cho các thính giả của chúng ta đấy ạ? Dạ vâng. Cái sản phẩm mà tôi muốn nói đến đó là cái sản phẩm Aquaceline. Đây là một cái sản phẩm mà có thể nói rằng là nó rất là tiện lợi, được sản xuất bởi cái nhà máy rất là nổi tiếng, đó là Oceanic của Ba Lan, được nhập khẩu. Đây là một trong những cái nhà máy mà một trong ba nhà máy hàng đầu về dược mỹ phẩm của châu Âu. Phải nói rằng đây là cái sản phẩm Oceanic của Ba Lan. Thì cái Aquaceline này thì nó hội đủ đầy đủ những cái ưu điểm mà tôi vừa nói trong chương trình, tức là nó thứ nhất là được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép lưu hành. Đây là sản phẩm mà đã được kiểm nghiệm lâm sàng, được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép lưu hành, và nó phù hợp, hoàn toàn phù hợp với làn da của người Việt Nam cũng như là người châu Á. Thế cái thứ hai nữa là cái sản phẩm này hoàn toàn có nguồn gốc từ thiên nhiên, được các cái nguyên liệu được bào chế theo cái phương pháp là được tổng hợp hoàn toàn từ thiên nhiên và được trồng là phương pháp được trồng theo cái phương pháp hữu cơ. Thế thì vì nó có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên như vậy cho nên là nó rất là an toàn với da của mọi làn da, kể cả những da bị dễ kích ứng này, những da của những người mà mẹ mang thai và sau sinh này, hay là những bạn trẻ mà bước vào tuổi dậy thì bị hôi nách, chúng ta đều sử dụng được. Và vì nó được có nguồn gốc từ thiên nhiên như vậy cho nên chúng ta hoàn toàn sử dụng kéo dài mà không gây ra những cái tác dụng phụ gì cả. Đấy là cái nguồn gốc của sản phẩm, cái thành phần có nguồn gốc thiên nhiên của sản phẩm. Một ưu điểm nữa phải nói đến đó là cái thời gian tác dụng nó kéo dài, tức là chúng ta có thể kéo dài cái thời gian tác dụng kéo dài có thể từ 48 đến 72 giờ, cho nên chúng ta chỉ cần lăn một lần một ngày thôi chứ chúng ta không phải lăn nhiều lần trong ngày. Một cái ưu điểm nữa đó là cái sản phẩm cái Aquaceline này, nó các thành phần nó thấm hút rất là nhanh và nó không chứa cồn, không chứa hương liệu, cho nên là nó không gây kích ứng da. Thì đấy là những cái ưu điểm của sản phẩm. Và một cái nữa rằng là cái sản phẩm này nó có các cái thành phần, có các cái sản phẩm chuyên biệt cho nam và nữ riêng. Thế rồi có những cái loại mà có cái dung tích khác nhau, có lẽ có loại lọ mà 50ml cũng như có lọ nhỏ hơn là 20ml thôi, chúng ta rất là tiện lợi mang đi. Thì đấy là rất là cái ưu điểm của sản phẩm Aquaceline.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và quý vị thính giả quan tâm có thể tiếp tục đăng ký với chúng tôi qua tổng đài 1900 6255 để có thể là cùng trao đổi với chuyên gia, hiểu rõ hơn về những cái biện pháp mình đang áp dụng để cải thiện mùi hôi nách. Và nếu như mà có những cái lựa chọn tuyệt vời hơn thì tại sao chúng ta lại không thử, đúng không ạ? Thưa bác sĩ ạ, vậy thì bác sĩ cũng có thể cung cấp thêm những cái lý do để cho người dùng có thể tin tưởng lựa chọn lăn nách không mùi đến từ châu Âu Aquaceline được không ạ? À vâng, cái lý do như tôi đã trình bày thì nó có rất là hội đủ rất nhiều cái ưu điểm và được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép lưu hành. Thế rồi sản phẩm rất là an toàn, chúng ta có thể sử dụng lâu dài, các nguyên liệu được bào chế hoàn toàn từ thiên nhiên. Cái thời gian tác dụng thì kéo dài, chúng ta chỉ cần lăn mỗi lần trong một ngày thôi. Mà cái việc mà sử dụng nó cũng rất là tiện lợi. Chúng ta chỉ cần lăn mà ở đây tôi xin hướng dẫn qua về cái cách sử dụng cái Aquaceline này. Tức là chúng ta không phải là nhiều người cho rằng chúng ta lăn vào ban ngày, vì ta đi làm ban ngày, chúng ta lăn ban ngày để làm giảm cái mùi hôi vùng nách. Nhưng thực tế cái quan niệm mà lăn ban ngày đó là hoàn toàn sai lầm. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta lăn ban ngày, chúng ta đi làm việc, chúng ta hoạt động ấy, thì cái tuyến mồ hôi đấy chúng ta hoạt động và ta bài tiết thì nó sẽ đẩy cái sản phẩm ra, chúng ta không hấp thu được tốt nhất. Và chúng ta lăn đúng nhất đó là chúng ta lăn vào buổi tối sau khi chúng ta tắm xong, là cái thời điểm mà cái tuyến mồ hôi nó đang cái lỗ chân lông, cái lỗ đổ của tuyến mồ hôi nó giãn ra, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là sau khi ta tắm xong thì cái vùng da, vùng nách nó cũng rất là sạch sẽ và nó không có những cái cặn bẩn ở đấy, để chúng ta khi chúng ta lăn lên thì nó thấm hút một cách là tốt nhất. Và thời điểm buổi tối cũng là thời điểm mà chúng ta nghỉ ngơi, cho nên là cái tuyến mồ hôi nó cũng là thời điểm mà nó không hoạt động, và vì vậy mà khi ta lăn lên thì nó hấp thu sản phẩm là rất là tốt. Thế thì đấy là chúng lăn vào buổi tối. Thì cái sản phẩm Aquaceline này thì chúng ta có một cái ưu điểm mà đó là thời gian sử dụng kéo dài, cho nên chúng ta chỉ cần lăn mỗi lần một ngày thôi. Mỗi ngày chúng ta chỉ lăn một lần thôi. Và đối với những người mà bị nặng ấy, thì giai đoạn đầu chúng ta lăn một lần một ngày, tức là tối hôm nay ta lăn thì đến tối mai ta lăn tiếp. Và khi mà sau một thời gian dùng sử dụng chúng ta đã kiểm soát được mùi hôi rồi thì chúng ta không cần phải lăn hàng ngày nữa, mà chúng ta chỉ cần lăn khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần. Tức là chúng ta cách ngày một lần, thậm chí cách 2 ngày chúng ta mới phải lăn một lần. Thế còn đối với những người mà bị hôi nách nhẹ hoặc những người mà tiết ít mùi hôi vùng nách ấy, thì chúng ta cũng chỉ cần lăn 2 đến 3 lần mỗi tuần thôi, chúng ta không cần phải lăn hàng ngày nữa. Thế thì đấy là cái ưu điểm cũng như là cái tác dụng rất là tốt, mà để chúng ta là cũng là một yếu tố để chúng ta nên lựa chọn sản phẩm Aquaceline. Dạ vâng ạ, vậy thì những cái đối tượng nào có thể lựa chọn Aquaceline để sử dụng trong cái thời điểm này thưa bác sĩ? Cái đối tượng sử dụng thì tôi đã nói rằng là cái Aquaceline này nó có thể an toàn với mọi đối tượng, cho nên là tất cả các đối tượng đều có thể sử dụng được, từ các bạn trẻ mới bước vào tuổi dậy thì này, hay là những người mà có cái giai đoạn mà có thể nói rằng là nó gây ra rất nhiều những cái khó khăn trong trong hoạt động, như là những người mà trong cái độ mang thai này, phụ nữ mang thai này, là cái giai đoạn mà có thể là rất là khó khăn, rất là có rất nhiều những cái thay đổi của cơ thể, thì cái giai đoạn phụ nữ mang thai và cái giai đoạn này thì nó cũng có những cái rất nhiều những cái vấn đề, như là nó làm sao để bảo vệ được thai nhi. Thế thì cái đối tượng là phụ nữ mang thai, rồi thậm chí là sau sinh, khi giai đoạn mà cho con bú, chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Hay nói khác là tất cả các đối tượng đều có thể sử dụng được sản phẩm Aquaceline này, và nó hoàn toàn đã được kiểm chứng lâm sàng và đã được khẳng định rằng là nó an toàn với lại mọi đối tượng, và nó được các thành phần được bào chế từ thiên nhiên, cho nên là nó không gây kích ứng da, nó không chứa cồn, không chứa hương liệu, cho nên chúng ta hoàn toàn có sử dụng lâu dài. Dạ vâng ạ, trên thị trường hiện nay cũng có một số cái sản phẩm lăn nách giúp giảm mồ hôi và khử mùi hôi và cũng cho tác dụng kéo dài giống như Aquaceline. Tuy nhiên thì những loại này có những cái điểm khác, đó là vẫn chứa cồn chẳng hạn, thì giúp cho vùng nách khô nhanh hơn sau khi lăn. Những sản phẩm này thì có gì hay và không hay ạ thưa bác sĩ? Đối với sản phẩm mà nó chứa cồn hay là chứa hương liệu ấy, hay là chứa các hóa chất ấy, thì tôi cũng đã giải thích, qua trong chương trình rồi, thì thấy rằng cái sản phẩm này thì mặc dù nó cũng có tác dụng, nhưng mà do nó chứa cồn này thì nó cũng tác dụng là làm bay hơi cái mùi hôi rất là nhanh. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là do nó chứa cồn và nó láng bề mặt da, khi làm bay hơi cái mùi hôi nhanh, nhưng mà nó không ngăn trực tiếp, nó không thấm vào trong các cái không chặn vào các lỗ chân lông, cho nên là nó vẫn làm cho mùi hôi bài tiết ra, và khi bài tiết ra rồi thì nó làm mùi hôi bay nhanh hơn đi thôi. Và một cái điểm nữa là do nó chứa cồn cho nên là nó có thể là gây cái tác dụng phụ, nó có thể gây thâm vùng nách này, rồi gây kích ứng da này, thế rồi chứa hương liệu,
chứa hóa chất nó có thể gây ra, thậm chí có những người đã bị lở loét vùng da nữa, nó gây kích ứng da rất là nhiều và gây lở loét vùng da. Mà nó ở những người mà bị da có làn da mà dễ bị kích ứng, hay là phụ nữ mang thai rồi sau sinh thì cái da cái thời điểm đó nó rất là dễ bị nhạy cảm, thì nó cũng rất là có thể là gây ra tác dụng phụ. Thì đấy để thấy rằng là mặc dù nó có tác dụng khá là tốt nhưng nó gây ra rất nhiều tác dụng phụ, mà đặc biệt rằng là do chứa cồn, chứa hương liệu rồi chứa các hóa chất, nhiều khi cũng là chống chỉ định với phụ nữ mang thai và sau sinh. Thì đấy là những cái nhược điểm của sản phẩm mà nó chứa hóa chất cũng như là chứa cồn. Dạ vâng ạ. Vậy thì bác sĩ cũng có thể hướng dẫn về cách sử dụng Aquacelin được không ạ? Đối với Aquacelin ấy thì là một sản phẩm mà như tôi đã nói là nó có rất là nhiều các ưu điểm, mà nó không có nó đã được lưu hành, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và nó không gây ra tác dụng phụ gì cả. Và cái cách sử dụng của nó thì rất là đơn giản, như tôi đã nói rằng là tốt nhất chúng ta nên sử dụng vào buổi tối sau khi tắm xong, ta lau khô vùng nách thì nó lăn lên, vì cái Aquacelin này nó thấm hút rất là nhanh, chỉ lăn lên chỉ 30 giây sau là thấm hút hết rồi, cho nên nó chỉ láng lên một lần thôi. Và sau đó thì đến tối hôm sau chúng ta tắm xong lau khô vùng nách, chúng ta lan lên cái sản phẩm này lên thì nó sẽ đảm bảo tác dụng trong suốt cả ngày, bởi vì thời gian tác dụng của nó được đánh giá là có thể từ 48 đến 72 giờ cơ. Thế còn đối với những người mà ở đây chúng ta tôi xin lưu ý thêm rằng là cái Aquacelin này có những sản phẩm dành cho nam riêng này, dành cho nữ riêng, cho nên là đối tượng chúng ta phải sử dụng lựa chọn cái sản phẩm cho nó tùy theo cái cơ địa của từng người. Nếu như là nam thì ta chọn sản phẩm cho nam, thì nữ thì cho nữ, thì tùy cơ địa của từng người. Đó là chúng ta bài tiết ít mồ hôi thì chúng ta sử dụng sản phẩm nhẹ, còn đối với trường hợp mà bài tiết nặng, đối với phụ nữ mà bài tiết nhiều ấy, hôi nách nặng ấy, thì chúng ta sử dụng sản phẩm dành cho nữ mà tiết nhiều mồ hôi. Thế thì giai đoạn đầu thì tôi xin nói rằng là giai đoạn đầu mà nếu như chúng ta bị hôi nách nặng thì chúng ta dùng cái sản phẩm này hàng ngày, từ tối nay ta lăn thì tối hôm sau ta lăn tiếp. Còn đối với giai đoạn mà sau khi ta kiểm soát được mồ hôi rồi thì sau này chúng ta chỉ cần lăn 2 đến 3 lần mỗi tuần thôi. Còn đối với những người nhẹ thì ngay từ đầu chúng ta không cần phải lăn hàng ngày, mà chỉ lăn 2 đến 3 lần mỗi tuần thôi, thì nó cũng đã đảm bảo được tác dụng vì thời gian sử dụng nó kéo dài. Thì đấy là cái cách sử dụng cái Aquacelin. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Như vậy là chúng ta cũng đã hiểu rất rõ về vấn đề của mình ngày hôm nay, có cách trị mồ hôi triệt để hay không. Mồ hôi một cái sự ám ảnh kinh hoàng trong những cái ngày nắng nóng oi bức như hiện nay, và mồ hôi cũng chính là nguyên nhân gây nên tình trạng mùi khó chịu. Vậy thì chúng ta cũng phải đồng ý với nhau rằng là muốn trị hôi nách thì trước tiên là phải loại bỏ mồ hôi cái đã, và sau đó thì là những cái sản phẩm nó thực sự là nó tiện ích với chúng ta, dành cho những người bận rộn hay quên chẳng hạn, không phải là phải dùng thường xuyên, cứ vài ba tiếng lại phải xịt một lần hay lăn một lần thì vô cùng là bất tiện. Và ngày hôm nay thì các chuyên gia cũng đã gửi đến cho chúng ta những cái lựa chọn, những cái tư vấn để làm sao mà cải thiện vùng hôi dưới cánh tay một cách hiệu quả nhất trong những ngày hè này. Và bây giờ sẽ là một câu hỏi đến từ hòm thư của chương trình, xin nhờ bác sĩ giải đáp ạ. Chào bác sĩ ạ, tôi vốn hay có mồ hôi nách, mùa hè thì càng kinh khủng hơn. Tôi cũng đã sử dụng một số loại lăn nhưng mà cảm giác là khá dính, nhớp nháp, khó chịu, thậm chí là mùi cồn rất nặng. Đã vậy lại hay bị vàng nách áo. Tôi thắc mắc tại sao gia đình tôi không ai bị mà tôi lại bị. Mong bác sĩ cho tôi lời khuyên ạ. Đối với những người mà trong gia đình mà không bị mà mình cũng bị thì cái này nó không phải là hiếm gặp. Bởi vì sao? Bởi vì là như tôi đã nói thì có, mặc dù là cái cơ chế hay là cái nguyên nhân mà dẫn đến cái chứng hôi nách ấy, đó là do cái tuyến mồ hôi nội tiết chúng ta hoạt động ra, bài tiết ra thành phần là sản phẩm, các thành phần là tuyến là các cái axit béo. Và khi các axit béo này nó chuyển hóa thành các vi khuẩn ở khi vùng nách, nó chuyển hóa các axit béo này thành sản phẩm gây mùi, nó gây ra cái mùi hôi nách. Thế thì ở đây mà một trong những nguyên nhân hay gặp nhất đó là do thay đổi nội tiết, nó sẽ dẫn đến là chúng ta bị chứng hôi nách, do đó ta bài tiết nhiều cái tuyến mồ hôi vùng nách. Thế rồi cũng có thể một nguyên nhân nữa là do di truyền. Thế thì ở đây tôi đã nói rằng là không phải tất cả trường hợp đều do di truyền, cho nên là bạn là người mà trong gia đình không ai bị hôi nách mà mình bị hôi nách thì mình nằm ở trong cái trường hợp mà không phải do nguyên nhân di truyền, mà có thể là do thay đổi cái nội tiết này, hay là do có thể là do chúng ta chế độ ăn uống không phù hợp này, chế độ ăn mà có thể gây ra những cái sản phẩm gây mùi này, hay là do trang phục này, do vệ sinh cá nhân, nó cũng gây ra nó cũng có thể làm tăng cái nguy cơ gây mùi. Thì đấy là cái lý do giải thích tại sao mà chúng ta trong gia đình chúng ta không hay bị mà chúng ta vẫn có thể bị chứng hôi nách. Thế rồi bạn đã sử dụng sản phẩm mà nó chứa cồn này và gây nhớt nhát, thì đây là sản phẩm mà nó nhớt nhát này tức là nó hấp thu chậm,
và nó ố vàng áo nữa, đó là trong cái thành phần của nó chứa những cái chất mà nó có thể gây ra là lắng cặn này, rồi động lại vùng nách nó gây ố vàng áo. Thì do nó chứa cồn nên nó có thể có mùi cồn rất là khó chịu, không phải là dễ chịu đối với nhiều người. Cho nên là đối với trường hợp này tôi khuyên rằng là chúng ta nên, thứ nhất là chúng ta thay đổi cái sản phẩm khác, đó là chúng ta dùng cái Aquaseline thì để nó sẽ an toàn hơn là một này. Cái thứ hai là nó không chứa cồn, không chứa hương liệu và thời gian tác dụng nó kéo dài. Như tôi đã nói trong chương trình, chúng ta chỉ cần dùng lăn một lần buổi tối thôi và nó có tác dụng hàng cả ngày. Hôm sau chúng ta không cần phải lăn nữa, đến tối hôm sau chúng ta mới phải lăn tiếp. Nếu như trường hợp mà bị nhẹ chúng ta chỉ lăn 2 đến 3 lần mỗi tuần, còn trường hợp mà bị nặng thì chúng ta phải lăn, đầu tiên chúng ta phải lăn hàng ngày, sau đó chúng ta chuyển xuống là lăn 2 đến 3 lần mỗi tuần thôi. Thì đấy là cái lời khuyên bạn có thể áp dụng. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với vị thính giả cũng đã gọi điện tới tổng đài 1900 6255 ạ. Alo. Đây dạ vâng, xin chào vị thính giả, xin mời thính giả dạ. Đặt câu hỏi ạ. Dạ vâng ạ, tôi có con cháu năm nay nó là 16 tuổi, nó học lớp 10, mà cứ mùa hè này tôi nói mồ hôi ra kinh khủng lắm, cầm bút không cầm nó ướt hết, mà mùa đông thì nên là tay nó khô, thì thẳng nó phải ngâm nước vào tay kia, khó mà chân nó mà nó khô, nó phải té nước vào kia, thì nhờ bác sĩ cho tôi biết tình trạng của cháu là nó như thế nào ạ. À vâng, xin chào bác. Cháu của bác năm nay là 16 tuổi và đã có hiện tượng mà tăng tiết mồ hôi như vậy, thì tôi thấy rằng đây là cái vấn đề là tăng tiết mồ hôi toàn thân và tăng mồ hôi vùng tay nữa. Vùng tay nó nhiều người, tôi đã gặp trong quá trình công tác, tôi gặp rất là nhiều cháu, rất là nhiều người mà mồ hôi vùng tay nó tiết ra rất nhiều, thậm chí tiết đến mức độ nó còn ướt hết cả giấy và chúng ta không đi học, chúng ta không viết được. Thì cái đây là tăng tiết mồ hôi toàn thân. Và tiết mồ hôi toàn thân này thì xin thưa với bác rằng là hiện nay chưa có sản phẩm nào mà nó có thể là khắc phục được. Cái nguyên nhân ở đây đó là do cái hệ thần kinh giao cảm. Nếu bác có theo dõi chương trình thì thấy rằng là cái điều khiển cái bài tiết mồ hôi là do hệ thần kinh giao cảm, là hệ thần kinh hoàn toàn tự động của cơ thể và chúng ta không thể kiểm soát được nó, chúng ta không thể điều khiển được hệ thần kinh này. Cho nên là nó cứ nắng nóng một chút này, hay là thậm chí là xúc động một chút này, hay là hơi hoạt động nhẹ một chút thì là mồ hôi nó cứ vã ra, là do cái hệ thần kinh giao cảm của cháu là nó hoạt động quá mạnh, nó hoạt động cái tuyến mồ hôi hoạt động quá mạnh, mà do điều khiển hệ thần kinh giao cảm như vậy cho nên là chúng ta không có cái thuốc nào để có thể điều trị được nó. Trên thị trường có một số thuốc bôi cũng như là lăn xịt thì nó chỉ giảm đi phần nào thôi, nhưng mà hiệu quả của nó cũng không phải là nó triệt để được. Tức là chúng ta khi nào chúng ta lăn lên hoặc là chúng ta xịt lên ấy, thì nó tác dụng nó giảm đi thôi, chứ còn nó cũng không thể mà khỏi triệt để được. Thì có một biện pháp mà cũng đã được các chuyên gia khuyên, đó là đối với trường hợp này chúng ta chỉ cần cắt cái hạch giao cảm để làm giảm tiết mồ hôi của tay hay là một cái vùng cơ thể, nó làm giảm tiết hoàn toàn. Nhưng mà tôi xin nói rằng nó có thể làm cái này phải thực hiện bệnh viện lớn mới được. Chẳng hạn như nếu bác mà ở miền Bắc có thể đến bệnh viện Bạch Mai thì người ta mới có thể mới đủ được cái biện pháp để cắt cái hạch giao cảm này, hoặc bệnh viện lớn thì người ta mới làm được, chứ các bệnh viện mà tuyến dưới là nhiều khi là cũng rất là khó khăn để thực hiện. Thì đấy là một vài lời khuyên đối với trường hợp này. Thì nếu mà bác có thể tìm cho cháu cái sản phẩm mà lăn cái thuốc bôi ấy, thì như mà tôi đã nói rằng nó chỉ là điều trị cái tạm thời thôi, chứ nó không phải triệt để được. Thế còn trường hợp mà không thì chúng ta chỉ còn cách là cho lau khô thôi, chúng ta chẳng cách nào khác đâu bác ạ nhé. Vâng. Cảm ơn bác sĩ. Còn tóm lại bây giờ vẫn chưa thuốc chữa. Vâng, không có thuốc nào điều trị nó triệt để được bác ạ nhé. Cho nên ta chỉ sống chung với nó thôi. Vâng, vẫn sống chung, mình mồ hôi ra nhiều lắm bác ạ. Vâng. Không phải tình trạng là mình lấy khăn lau mồ hôi rửa tay. Đúng rồi ạ, cái trường hợp này rất là khó chịu đấy ạ. Nếu mà bác nó ra mồ hôi tay cho bác ạ. Vâng, đấy, như tăng tiết mồ hôi vùng tay, tăng tiết mồ hôi tay đấy ạ nhá. Vâng, mà mùa đông thì nó khô. Vâng. Cái này như vậy nó khô tình trạng mùa đông, nó phải cứ phải dúng chân vào nước ấy. Vâng, cái này là do hệ thần kinh giao cảm nó điều khiển, cho nên chúng ta rất là khó để điều khiển để điều trị nó bác nhé. Vâng, xin chào bác. Dạ vâng ạ, cảm ơn vị thính giả. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo thông qua hòm thư điện tử biên tập a@989.vn. Xin chào bác sĩ ạ, cháu muốn hỏi có phải là ăn tỏi gây ra bệnh hôi nách hay không? Cứ lần nào cháu ăn tỏi là lại thấy vùng nách có mùi hôi nhấp nháp khó chịu hơn bình thường ạ. À đúng vậy ạ. Ăn tỏi là một trong những cái tỏi là một thực phẩm mà được sử dụng rất là rộng rãi, rất là thông dụng trong các cái chế biến thực phẩm, trong chế biến thức ăn hàng ngày. Và tỏi nó cũng là một trong những chất kích thích
đường tiêu hóa, cho ăn tỏi vào nhiều khi nó làm cho rất là ăn đúng rất là ngon miệng. Nhưng mà có một cái nhược điểm là tỏi nó gây ra cái mùi rất là khó chịu. Nó không riêng gì hôi nách đâu mà nó có thể gây chúng ta hơi thở chúng ta cũng có mùi rất là khó chịu. Và khi ăn tỏi vào thì nó là một cái chất mà nó kích thích, nó rất là nóng kích thích, cho nên là nó cũng làm tăng cái bài tiết mồ hôi. Và đó cũng là lý giải thích tí tại sao khi ta ăn tỏi vào thì cái nguy cơ hôi nách nó sẽ tăng lên. Và thậm chí khi mà nó tăng tiết nhiều quá nó gây ra nhớt nhát, rồi thì nó mồ hôi tiết ra vùng nách nó gây lắng cặn lại, nó gây ra nó động lại ở vùng ấy, nó còn gây ố vàng áo cơ. Thì đấy là cái ăn tỏi. Cho nên là người ta khuyên rằng là những người mà bị hôi nách hoặc là nhẹ, cho dù là rất là nhẹ, thì chúng ta không nên ăn tỏi hoặc là hạn chế ăn tỏi để làm giảm cái nguy cơ nó hôi nách nặng hơn. Thì đấy là những người mà ăn tỏi nó cũng sẽ chính là làm cho nặng cái vấn đề hôi nách hơn. Dạ vâng ạ. Tiếp tục là một kết nối của thính giả đã gọi về đường dây nóng 1900 6255. Alo ạ. Vâng ạ, xin chào chương trình ạ. Dạ vâng, chào vị thính giả, mời chị cùng đặt câu hỏi với bác sĩ ạ. Vâng, em chào bác sĩ ạ. Bác sĩ ơi, em đến tháng 9 này thì sinh em bé, nhưng mà từ hồi bắt đầu mang thai đến giờ là nhất là mùa đông, bây giờ chuẩn bị sang mùa hè nữa. Mùa đông em mặc dù kín, bây giờ sang mùa hè thì nắng nóng và mồ hôi vùng nách của em nó tiết ra rất là nhiều. Và em vẫn đang đi làm ấy, thì ngồi làm việc với đồng nghiệp rồi giao tiếp là em rất là ngại. Thì em có mua cái kiến ăn nách bình thường, em ra hiệu thuốc mua, nhưng mà thấy nó rất là dính và rất là khó chịu. Em thấy chương trình nói về Aquaserin thì họ đã có dùng cho bà bầu thì có tốt không? Vì bây giờ cũng gần đến tháng sinh ấy, thì sợ nó ảnh hưởng gì đến em bé không ạ? Xin chào chị. Vấn đề mà hôi nách ở phụ nữ mang thai và sau sinh ý, thì đây là một vấn đề mà cũng nó cũng rất là thường gặp. Và nếu chị có theo dõi cái chương trình ý, thì thấy rằng là chúng tôi đã có hẳn cả một, trước đây chúng tôi có cả một cái chương trình chuyên biệt dành hôi nách ở phụ nữ mang thai và sau sinh, để thấy rằng là tại sao phụ nữ mang thai và sau sinh ý, nó làm tăng. Ở đây tôi xin giải thích qua để chị hình dung ra là khi mà phụ nữ bước vào cái thời kỳ mang thai và sau sinh ý, thì nó có một loạt các cái thay đổi của cơ thể, trong đó là mà có thể nói quan trọng nhất đó là thay đổi mà cái lượng hormone trong cơ thể nó tăng lên rất là cao, tăng lên thậm chí hàng gấp, hàng nghìn lần so với cái ở cái nồng độ hormone ở cái thời điểm mà chúng ta chưa mang thai. Thế thì vì nó tăng cao như vậy cho nên là nó liên quan rất nhiều đến vấn đề bài tiết mồ hôi, đặc biệt là tuyến mồ hôi vùng nách. Và đó là lý do, vâng, đó là lý do giải thích tại sao rằng là phụ nữ mang thai nguy cơ bị hôi nách rất là cao. Thêm vào đó là cái phụ nữ mang thai thì chúng ta lại nhiều chị em rất là căng thẳng, lo lắng này, rồi thậm chí là buồn phiền này, tính tình nó cũng thay đổi thất thường. Và những cái căng thẳng như vậy, những cái thay đổi về tính tình như vậy nó cũng ảnh hưởng cả đến vấn đề bài tiết mồ hôi. Bởi vì cái tiết mồ hôi này là do vấn đề sinh lý, là do kiểm soát bởi hệ thần kinh giao cảm. Nhưng khi chúng ta xúc động, khi chúng ta lo lắng, buồn phiền thì nó cũng tiết mồ hôi ra nhiều hơn. Thì đấy là một loạt các nguyên nhân như vậy để giải thích tại sao là phụ nữ mang thai nguy cơ bị hôi nách rất là cao. Thì chị đang trước đây cũng đã dùng cái sản phẩm mà nó chứa cồn hay là chứa hương liệu gì đó ấy, thì tôi khuyên rằng chúng ta không nên sử dụng trong thời kỳ mang thai này. Và sản phẩm Aquaserin này tôi có nói trong chương trình ấy, thì nó rất là an toàn vì nó chứa hoàn toàn các cái hoạt chất được hoàn toàn được bào chế từ thiên nhiên, cho nên là rất là an toàn phụ nữ mang thai và sau sinh, kể cả phụ nữ sau này cho con bú, chị có cho con em bé bú thì cái vấn đề mà nó không ảnh hưởng gì đến sữa mẹ cả. Cho nên là chị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm Aquaserin này đối với răng giai đoạn những tháng cuối của thai kỳ này nhé. Nhưng mà bác sĩ liệu có khó mua không ạ? Để em thấy hiệu thuốc gần nhà em thì như không có. Nếu mà hiệu thuốc gần nhà, bởi vì là cái sản phẩm này như tôi được biết thì nó được phân phối trên toàn quốc, nhưng mà nếu mà hiệu thuốc gần nhà không có thì chị có thể là gọi điện đến cái tổng đài là 1900 1259 ấy, thì các bạn sẽ và các chuyên gia sẽ tư vấn cho và sẽ hướng dẫn cho bạn một cách đầy đủ nhất nhé. Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, xin cảm ơn vị thính giả đã tin tưởng kết nối với chương trình. Quý vị thính giả thân mến, hy vọng rằng chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng ngày hôm nay của chúng tôi đã mang đến cho quý vị những lời khuyên, những lời tư vấn hết sức hữu ích về cẩm nang đánh bay hôi nách trong mùa nắng nóng này. Cùng với phần tham gia tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Vũ Văn Lực, hy vọng là quý vị thính giả nếu như mà những ngần ngại thì hãy có thể đăng ký hoặc gửi thư về cho chương trình thông qua tổng đài 1900 6255 hoặc là hòm thư điện tử biên tập a@989.vn để nhận về cho mình thêm những thông tin lưu ý thiết thực giúp đánh bay mùi hôi nách trong mùa nắng nóng. Cũng xin được trân trọng
cảm ơn nhãn hàng Aquaceline lăn nách không mùi đến từ châu Âu của dược phẩm Minh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý vị thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc số 0896 509 509, hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khoedep@bacsitivan.vn, chi tiết tại website bacsitivan.vn. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Aquasaline, chuyên gia ngăn tiết mồ hôi và khử mùi hôi vùng nách đến từ châu Âu.